Chào tất cả mọi người, mình là tính mình từ trung tính 10. Cái này anh ấy là giúp men giúp giúp kiểm tra trước của khách mắc nguồn. Con này đeo ít bết nha. Còn mở không đây, nóng hổi nha. Mở mấy cái nút nút gọi cho chị nạp nhớ nha. Mở cái nguồn nó ra cho nguồn có nhớ chị nạp nè. Nhớ nghe hai cái nguồn khác nhau nha, đánh dấu chừng lộn ta đó. Ừ, hai con thuộc nó làm sai hết trơn, mở nguồn cái thuộc nó làm sai, nạp sai, nó chạm cái nguồn, nó chạm cái con nguồn 3V thôi. Gì đây? Tải mạng về chứ dụng cụ đâu, hay cái chủ dụng cụ đâu có, dụng cụ mới cầm ra chạm nguồn vụ làm xong đó. Cái con này mình nên tháo qua trước nè mọi người, đang chạy dắt taxi nha. Cái dắt taxi nó 20V. À, con này bị chạm cục pin nha anh em. Ôi lụm tiền nha. Ok chưa? Cái con này đúng hơn nha, đúng hơn cho khách nha. À, bị chạm pin nha. Ok nha. Thấy không? Con pin này khả năng nó bị chạm cái cục pin. Sinh ra tình trạng là nó bị gì? Con này là cảm ứng nha ta. Này cảm ứng nha. Cái con chạy đâu? Con chạy là trong trong thùng này nè. Là đâu? Đây trong thùng máy đúng không? Ở con vô trong thùng máy trong cái xích nó tháo ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý. Hơn nữa là ở đây khách đã ký tên rồi, ok chưa? Mình sẽ gắn vô. Nhiều đôi khi nhiều nhiều cái cũng dễ ăn lắm nha mọi người. À, nhiều lúc anh em vô chỗ nào nó đi vòng 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 anh em là không được nha. Ở đây anh em là mình loại trừ cái khả năng sạc nha.
tại vì ở đây cũng là thợ nên là cũng người ta cũng đã xử lý tình huống sạc hết rồi, mình không cần quan tâm tới cái vấn đề sạc nữa, vấn đề sạc là không có rồi. Đây đây người ta cũng là thợ mà nên người ta cũng đã xử lý cái tình huống nó hết rồi, ok chưa? Con này là con đeo i7 D7 nè anh em, i7 D8 nè. Con này là đeo i7 D8. Ok chưa? Hên cho khách. Cái này khách đã nạp vô rồi. Không sao, cứ anh ta vô. Khách muốn trả phí thì mình sẽ làm trở lại. Không. Đây mình đang xử lý cái tình huống cho khách. Ok nha nào. Hên là khách đã ký tên rồi nghe nghe anh em. Ok, ngon lành cành đào. Con thứ hai hả? Con này i7 8FS nha. Mình đang xích đao thử, còn chạy này xích đao thẳng tắt máy luôn. Mình sẽ mở lại. Rồi. Ok mọi người. Đúng là kèo thơm của ngày hôm nay nha. Hôm nay là ngày 26 kèo thơm, đúng là kèo thơm của ngày hôm nay mọi người. À, mọi người đi ngang thấy video hay hữu ích cho mình xin một like đăng ký nha. Để mình có nhiều động lực làm video nữa. Làm cho anh em xem. Đây là tất cả live mình đang làm quay trực tiếp không mọi người. Mình sẽ chỉnh sửa up sau thêm một số anh em à. Cho mình xin một like đăng ký để mình có động lực nhiều làm nhiều video nữa cái giá. Rồi đeo FPS luôn. i7 i8. Rồi ok. Chào nghe, chào tạm biệt mọi người.